Chuyến nghỉ ngơi cuối tuần để lấy cảm hứng viết sách mới bị đảo lộn bởi một vị khách không mời từ quá khứ. Với đề cử phim độc lập hay nhất, giải thưởng Viện Hàn Lâm, Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Úc năm 2018. Liệu sự căng thẳng sẽ khơi dậy cảm hứng? Hay sẽ dẫn đến một kết thúc bi kịch? Tìm câu trả lời trong tác phẩm thứ hai trên kênh Cinema World.